bị xích vào ghế, chú mèo lôi luôn cả chiếc ghế đi chơi. Một khi hoàng thượng đã muốn thì không có thể ngăn cản được. Chủ của chú mèo trong câu chuyện bán tạp hóa nên thường cột dây xích của nó dưới cái chân ghế dài kia. Tưởng chừng như chắc ăn là nó sẽ không thể nào sống chuồng đi chơi được. Nhưng mà không, một lúc sau đã thấy nó bỏ nhà đi chơi, còn lôi xên xệt cả cái ghế theo cùng. Bước đi trên phố đầy ngạo nghễ như vừa làm được chiến tích gì huy hoàng lắm. Dăm ba cái ghế này mà đòi làm khó trẫm à? Bất ngờ chưa ông bà già, làm sao có thể ngờ được đúng không? Hôm nay không theo giật xích nữa, tôi kéo cả cái ghế đi luôn. Thế là vừa mất cả mèo vừa mất cả ghế à? Thân thì có bao nhiêu đó thôi mà cũng không hiểu sao kéo được cái ghế dài đó nữa, ngang ngược hết sức. Với sức lực cỡ này thì chắc phải cho nó đi kéo xe thuê mà đỡ làm lỡ nhân tài của đất nước. Sau khi phát hiện được sự biến mất kỳ lạ của con mồm lèo nhà mình cùng cái ghế, ông chủ cuối cùng cũng bế được nó về nhà. Thật khổ quá, giờ nên cột vô cái gì để thanh niên này không vượt ngục được đây mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.